Để nói về trùm của dòng động cơ chổi than thì chúng ta không thể không nói đến mẫu P11 Pro Max này, một mẫu flycam rất là đẹp trong cái phân khúc này nhá. Thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về em này. Đây là cái hộp của P11 Pro Max anh em nhé, một cái hộp chống sốc rất là cứng cáp, khá là đẹp mọi người ạ. Đây mình sẽ mở ra thì bên trong nó như thường lệ, nó là gồm sách hướng dẫn này, rồi thì túi phụ kiện gồm cánh quạt dự phòng này, rồi thì các thanh chắn bảo vệ cánh, rồi thì dây cáp sạc các kiểu vẫn như bình thường nhé. Đây tay cầm điều khiển của nó đây. Đây anh em nhé, tay cầm điều khiển nó sẽ kẹp điện thoại ở bên dưới này. Và đây về nhân vật chính của chúng ta, P11 Pro Max đây, thiết kế cánh gập, mình sẽ bung càng của nó ra. Bên trên có một cái lớp ni lông để mà bảo vệ cánh chảy xước này. Đấy anh em thấy chưa, lối thiết kế rất là đẹp. Ở phần trên thân có in chữ P11 Pro Max này, một cái lối thiết kế nhìn rất là sang trọng, rất là thể thao mọi người nhé. Đầu thiết kế như một chiếc siêu xe thể thao Ferrari. Đấy, ở trên thì có cảm biến tránh va chạm này, rồi thì nút nguồn đặt ở phía trên này. Bên dưới bụng thì ta sẽ có cảm biến bụng, nên mẫu này có khả năng bay trong nhà giữ vị trí tốt nhé. Viên pin của nó được đặt ở bên dưới bụng, chúng ta sẽ bóp hai cái lẫy này vào rút ra. Đấy viên pin này anh em nhé. Tại sao lại nói cái mẫu này là trùm trong cái phân khúc động cơ chổi than? Bởi vì thứ nhất là cái kích thước trọng lượng của nó đều lớn nhé, nên mà khả năng bay khá là đầm mọi người. Và kích thước của động cơ chổi than này nó cũng lớn hơn, cái motor nó sẽ to hơn nên nó bay sẽ khỏe hơn nhé. Và một cái điều rất đặc biệt nữa về phần thiết kế của nó, đó là xung quanh của nó sẽ có dải đèn LED này. Đấy anh em thấy chưa, rất là đẹp. Nên mọi người ví dụ như bay đêm thì sẽ cực kỳ nổi luôn nhé. Còn hệ thống đèn thì đằng trước này có hai đèn này, có hai đèn càng màu đỏ ở phía trước này, phía sau sẽ có hai đèn càng màu xanh này. Đấy, ở bên dưới bụng này sẽ có một con led để hỗ trợ cái cảm biến bụng ở bên dưới này nhé. Bụng camera thì đương nhiên rồi, cam này là cam xoay, anh em có thể điều khiển trên remote được. Ở trên phần camera này có gắn một cái con sạc vô để cho mọi người điều khiển được nhé. Bây giờ mời anh em cùng mình bay trải nghiệm cái mẫu này ở trong nhà xem như thế nào nhé. Đấy, anh em thấy chưa, mẫu P11 Pro Max đây nhé. Đây là khả năng bay của nó ở trong nhà, có cảm biến bụng nên giữ vị trí rất là tốt nhá. Mọi người có thể thấy cái khả năng giữ vị trí của nó khi mà bay ở trong nhà, nó sẽ đứng im như thế này nhá. Đấy, những cái thao tác điều khiển trải nghiệm mình thấy bay rất là nuột luôn nhá, bởi vì nó là một cái mẫu có động cơ khỏe, kích thước lớn nên là khả năng bay đầm, động cơ khỏe nhá, nên là những cái thao tác điều khiển cảm thấy rất là đầm anh em nhé, rất là đầm tay, nhào lộn các kiểu luôn. Đây mình sẽ nhào lộn cho anh em xem. Đấy, anh em thấy chưa, có khả năng nhào lộn 360 độ, nhào lộn lại nhá. Đấy, nhào lộn này rất là ngon lành cành đào mọi người nhá. Mẫu này thì nó cho cái trải nghiệm bay rất là êm, rất là đầm, động cơ khỏe so với những cái mẫu khác. Thì đây là một cái mẫu gọi là trùm trong phân khúc chổi than rồi. Ở xung quanh thì có dải đèn LED rất là đẹp nữa anh em nhé. Còn về cái phần đầu của nó thì nhìn rất là hầm hố mọi người nhé. Anh em cứ hình dung ra đây là một chiếc siêu xe thể thao đang bay. Đấy,